Chào Gina, mình là Khánh Linh. Mình mới vô nên là hy vọng sẽ được bạn giúp đỡ nha. Em nghĩ sao nếu như anh mời em gia nhập với Sim? Không giống như con nhà tôi á, tối ngày á chỉ biết chơi bời, yêu đương nhân nhất thôi mà. Thương còn không hết nữa, ở đó mà bà đặt cấm với đón. Chắc hôm nay là buổi cuối cùng tôi học ở đây quá. Ê, bậy không à? Ê, mấy bà coi nè. Trường La La bị ma ám, dạo gần đây ở trường La La xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ như bệ vệ sinh tự xả nước lúc 12 giờ trưa hàng ngày, những bóng đen thập thò bên cửa lúc tan trường. Tất cả nguồn sự thật bắt đầu rằng trường La La được xây dựng từ một nghĩa địa 100 năm trước. Hãy khóc như những hùng ngã, hãy khóc như những đã lớn, với những đứa trẻ hiên ngang. Hãy khóc như những gục ngã, hãy khóc như những gục ngã, hãy khóc như những sẽ đứng lên lại. Những người tôi che tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì?